Nếu như anh chị mình đang muốn đi định cư Canada thì hãy coi hết video này để xem cái cách nào là phù hợp và an toàn nhất với gia đình mình anh chị nhé. Cái cách thứ 5 là đỉnh nhất đó anh chị. Canada luôn là một trong những quốc gia mà người Việt mình mong muốn được đi định cư nhiều nhất. Và sau đây sẽ là 5 cách để đi định cư Canada phổ biến nhất hiện nay. Cái cách đầu tiên đó chính là bảo lãnh người thân. Thì tùy thuộc vào việc mà người bảo lãnh đang có quốc tịch của Canada hay là mới chỉ có PR mà thôi thì cái thời gian xét duyệt sẽ lâu hay mau. Tuy nhiên có một cái điểm mà anh chị cần lưu ý giúp Phượng là đối với các chương trình Canada thì cái diện mà bảo lãnh cho bố mẹ thì sẽ được tiến hành theo việc là bốc thăm xổ số may mắn chứ không phải là họ cứ nộp hồ sơ vào nào trước thì họ xét trước anh chị ha. Đây là một cái điểm khác biệt mà anh chị cần lưu ý ạ. Cách thứ hai đó chính là kết hôn với người đã có quốc tịch Canada hoặc là có thẻ xanh của Canada. Thì đây được xem là một cái hình thức rất là đơn giản và khá là an toàn. Tuy nhiên anh chị phải lưu ý là bắt buộc phải là kết hôn thật anh chị nhé. Cái cách thứ ba đó chính là đi du học Canada rồi sau đó sau khi tốt nghiệp thì sẽ tìm kiếm cơ hội để có cái việc làm ở lại định cư. Cách này được xem là rất an toàn, tuy nhiên cái thời gian khá là lâu và phải phụ thuộc rất là nhiều vào cái năng lực của các bạn đi du học sinh cũng như là cái khả năng các bạn có thể ở lại để mà cạnh tranh và tìm kiếm việc làm để có khả năng xin PR ở lại định cư hay không. Cách thứ tư đó chính là đi định cư Canada theo diện tay nghề. Ở diện tay nghề thì sẽ có hai diện, đó là diện tay nghề cao hay là diện lao động phổ thông, diện tay nghề lao động phổ thông. Tuy nhiên dù là lao động cao hay là lao động phổ thông thì có một điểm mà Phượng luôn lưu ý các anh chị là anh chị nên có tiếng Anh trước khi anh chị tiến hành làm hồ sơ thì sẽ an toàn nhất anh chị nhé. Và cách thứ năm cũng là cách cuối cùng đó chính là đi định cư Canada theo diện nhà đầu tư cao cấp. Thì hiện tại Canada có rất là nhiều các chương trình đầu tư khác nhau liên bang, tỉnh bang. Tuy nhiên có một cái chương trình mà thời gian gần đây thu hút rất là nhiều các anh chị nhà đầu tư trên toàn thế giới đó chính là cái chương trình Startup Visa SUV của Canada. Thì đây là chương trình mà cả gia đình anh chị mình sẽ nhận được cái thẻ xanh, thẻ thường trú nhân của Canada ngay từ đầu luôn mà không cần phải thông qua cái bước work permit giống như một số các chương trình khác. Và cái chi phí thì chỉ tầm đâu đó khoảng trên dưới 4 tỷ thôi là đã có thẻ xanh cho cả gia đình rồi. Tuy nhiên có một cái điểm lưu ý duy nhất đối với chương trình này đó chính là cái background về công việc nghề nghiệp của anh chị ở Việt Nam nó phải phù hợp, cũng như là bắt buộc đường đơn chính phải có IELTS tiếng Anh tối thiểu là từ 5.0 trở lên. Còn anh chị thì sao? 5 cách trên thì cách nào là phù hợp với gia đình anh chị nhất? Hãy chia sẻ cho Phượng biết trong phần bình luận bên dưới nhé.